Tôi nhớ người em vì già, gặp bên chợ ở Đồng Ba, lần ghé miền Trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng hương, non lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều đi học Đông Thành. Qua cầu Trường Tiền, ôi tà áo trắng tóc thề xe duyên. Ơi phủ xây ban đầu, gặp mơ biết bao kỷ niệm, mà trừ em ở nơi mô, cho mình thương nhớ, nhớ thương mấy trừ. Tôi ước một hôm lại về miền Trung qua chợ Đồng Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bỏng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sang đời. Công ty chúng em gửi đến các anh em ca khúc nhẹ nhàng tình cảm trên bộ cấu hình combo này. Và cấu hình combo này thì ngoài những cái giới thiệu chi tiết ra thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh em cách kết nối một bộ dàn hoàn chỉnh để có được một chất giọng cũng như khi hát karaoke nó đầy đủ các tính năng của một bộ dàn thiết bị. Đối với chiếc đẩy D800 và chiếc vang KM360 và bộ mic không dây thì em sẽ hướng dẫn các anh em cách kết nối tường tận từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Thì mời các anh em cùng Zika chúng em đến với cấu hình này. Trước tiên mà chúng ta muốn sử dụng một bộ dàn nó có cái tuổi thọ độ bền của các thiết bị thì chúng ta sẽ phải tuân theo một cái nguyên tắc vàng nhé. Em chia sẻ một nguyên tắc vàng để sở hữu cũng như vận hành một bộ máy gồm 3 thiết bị như này. Đây là con đẩy phải không ạ? Các em thấy cái quá trình em tắt cái con đẩy này đầu tiên nó sẽ ok hơn là việc em sẽ bật lại. Nó sẽ ok hơn là cái việc mà em tắt con vang trước phải không? Đấy, thì các em tuân thủ cho em một cái nguyên tắc vàng trong vận hành bộ dàn máy. Đó là cái con đẩy D800 hay là bất cứ một cái đẩy hai kênh nào gọi đẩy công suất, em gọi đẩy công suất 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh đều được. Đấy, nói chuẩn hơn là đẩy công suất, các em bật thì luôn luôn là một thiết bị bật cuối cùng và tắt nguồn là luôn luôn là phải tắt nguồn đầu tiên. Ví dụ con này trong một bộ dàn nhiều như này, đây. Thì chúng ta muốn khởi động dàn máy lên, chúng ta sẽ bật mic này, bật vang này và cuối cùng là bật đẩy. Đó. Còn nếu mà khi dùng xong rồi, hát xong rồi, chúng ta tắt thì chúng ta sẽ là tắt đẩy đầu tiên, tắt vang, tắt mic. Đấy, thì nó sẽ giảm đi được cái trường hợp như là bị văng cái tiếng bụp xoẹt ra loa. Đấy, nó sẽ giúp cho cái việc một bộ dàn máy vận hành êm ái, trơn tru êm ái hơn. Còn việc kết nối đây, ta sẽ lại một cái nguyên tắc nữa, đó là kết nối tất cả những cái đường in là đường vào. Đấy, in là đường vào, đường out là đường ra. Đấy, input audio hoặc là output audio là có nghĩa là đường input là đường vào của nguồn nhạc, output audio là đường ra của nguồn nhạc, thì chúng ta sẽ tuân thủ. Về mic không dây thì thường chúng ta sẽ có những cái bộ mic không dây thì bao giờ nó sẽ có thêm một cái cổng 6 ly. Cổng 6 ly này để làm gì ạ? Để chúng ta lấy cái tín hiệu từ trên cái đầu mic đấy, đưa xuống vang qua cái rắc chuyên dụng của rắc 6 ly. Ta sẽ cắm đây. Và đầu còn lại chúng ta sẽ tìm những cái nó sẽ quay đằng sau. Bộ dàn này nó hơi nặng con đây. Ta sẽ tìm những cái đường mic in. Đấy, mic 1 hay mic 2 đều được, chúng ta sẽ cắm. Đấy, là đã giải quyết xong cái việc mà cắm dây mic, chúng ta sẽ bỏ tạm thời mic ở đây. Tiếp tục lại tuân thủ một nguyên tắc nguồn nhạc vào. Đấy, in của audio chúng ta sẽ có những cái trên con vang thì nó sẽ có được in X1 hoặc X2 và kèm theo đấy cả đường cổng quang. Thì nếu chúng ta kết nối với TV qua đường cổng quang, chúng ta sẽ cắm cái đường này.
Đấy, còn kết nối qua các đầu bốc TV này hay là đầu đĩa CD, chúng ta sẽ cắm vào đường này hoặc đường này, tu đường này ra. Đấy. Và tiếp tục một cái tuần nguyên tắc nữa là đường ra. Đường ra thì bao giờ trên vang, tất cả dòng vang thì đường ra nó sẽ là chuẩn cắm nông. Thì chúng ta sẽ cắm nông rep rai. Đấy, chúng ta sẽ lấy đây, em tút dây nguồn. Nguồn thì các em biết cắm rồi. Quan trọng nhất là cái bộ dàn máy. Em sẽ lần lượt thao tác và chỉ các em đâu là vào, đâu là ra. Đây là con đẩy. Đẩy đẩy thì bao giờ nó sẽ có một đường vào và một đường link link ra và một đường ra loa. Thường là đây là cọc ra công suất loa này. Đỏ đen là dương và âm, hoặc chúng ta sẽ đấu new trích. Thì một là chúng em sẽ đấu cho anh em rắc new trích, hai các em đấu trực tiếp thì xoắn ra là sẽ có cái lỗ gài vào đây và siết chặt vào. Còn đường vào của đẩy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dây cam nông chuyên dụng như thế này. Đấy, dây cam nông chuyên dụng thì thường là chúng ta sẽ có những cái đây ạ. Cam nông thì nó sẽ có đầu một đầu đực một đầu cái. Thì cái đầu cái là chúng ta sẽ lấy tín hiệu trực tiếp từ đường out của vang số xuống. Đấy, đường rep ride, đường out. Còn đường đực này của chúng ta sẽ cắm vào lỗ chuyên dụng là đường input của đẩy. Đây là lấy tín hiệu từ trên vang đi xuống đẩy. Và còn việc bây giờ chúng ta sẽ đấu ra loa thôi, đấu cặp này hoặc đấu cặp này. Đấy, nguyên tắc như nó như vậy. Thì in là vào nhá. Còn cái link link này chúng ta sẽ link sang một con đẩy nữa để lấy tín hiệu xử lý cùng con vang này xuống. Vậy là xong, kết nối đơn giản, phải không? Cứ xem video này, các em nhận đơn hàng xong, nếu mà xem qua cái video này thì sẽ biết cách kết nối một bộ dàn gồm các thiết bị như một đôi loa VK 1204 giá là 13 triệu 500 ngàn đồng. Chiếc đẩy D800 giá là 8 triệu, tặng kèm một chiếc vang số Liker KM360. Và chưa hết đâu, tặng kèm thêm bộ mic, tặng kèm thêm anh em bộ mic VK 4.9 này đi kèm. Tổng giá trị đơn hàng này lên hơn 26 triệu, này khuyến mại còn 21 triệu 500 ngàn đồng. Em sẽ khép lại video đây. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều đã đồng hành và yêu mến ủng hộ Zika chúng em với ca khúc Người Em Ví Dạ ở đầu video bên Zika cho em hát thực tế trên cấu hình combo này. Các em có thể để lại những comment bình luận nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp các em vào những video clip tiếp theo.